Em chào cả nhà nha. Bữa nay thì trời mát mát nên em sẽ tóm lấy câu để em cắm câu. Tại ở dưới ao bây giờ thì nước cũng rút rồi. Nó dưới bào dưới ao bây giờ là gần khô nước hết trơn rồi. Cá nó đang gom lại nên em sẽ tóm một mớ nhỏ câu để em cắm câu. Nhưng mà em sẽ tóm lưỡi này thì nhỏ quá. Kệ, tóm lưỡi bự đi, lưỡi bự dính cá bự.
giờ em tóm được 5 cái nhả câu vô cái cây này rồi, xong bây giờ em đi kiếm trùng để em móc vô cả nhà, rồi em thả xuống dưới cái hàng đằng kia, lát nữa rồi em thăm lưới cho cả nhà xem nha. Giờ em thả cái cây xuống dưới cái ao này, lát nữa em cắt bầu xong em lên em thăm cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.